Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3061, cô nghĩ tôi có dám hay không? Nụ cười trên mặt thủy miểu miểu biến mất không thấy tâm hơi. Điện hạ Hai vị cường giả hải tộc thấy cảnh như vậy thì nổi giận đùng đùng, quát lớn, lập tức buông điện hạ ra, bằng không tôi giết chết cậu. Hai người này là cường giả vô địch cấp số, vậy mà lại bị người ta bắt công chúa điện hạ hải tộc ngay trước mặt, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì bọn họ nhất định phải gánh tội lớn. Còn không mau dừng tay đi. Đường Tuấn thản nhiên nói. Bốn người nghe vậy thì nhất thời ngừng tranh đấu lại, hai người hứa vô sơn và hoang vô tẫn đi đến trước người của Đường Tuấn, giơ ngón tay cái thẳng tắp lên với anh, nói bác sĩ đường đỉnh của chóp luôn. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Đường Tuấn hoàn toàn dựa vào việc đánh bất ngờ mà chế trụ được thủy miểu miểu, nói về tu vi thật sự thì đường tuấn kém hơn thủy miểu miểu rất nhiều, có thể chế trụ thủy miểu miểu đúng là chuyện khó mà làm được. Mau thả tôi ra. Thủy miểu miểu nghiến răng tức giận nói. Một đám cường giả hải tộc cũng trưng ra biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc, quát lên, tên điên lớn mật, còn không mau buông công chúa điện hạ ra. Mộ tay đường tuấn vác thủy miểu miểu lên vai, lắc đầu nói, để bọn ta rời đi trước đã. Cường giả hải tộc nhất thời do dự, Thủy Miểu Miểu châm chọc nói, các người còn do dự cái gì nữa, mau bắt bọn họ lại đi. Lẽ nào bọn họ thật sự dám động thủ trả vốn lẫn lời với bổn điện hạ à? Audio điện tử võ tấn bền. Bẹp bẹp bẹp. Thủy Miểu Miểu vừa nói xong thì một đợt âm thanh lanh lảnh vang lên ở trong không gian này. Giữa sân chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt, cơ thể mềm mại của Thủy Miểu Miểu cứng đờ ra, sau đó không ngừng run rẩy tay của đường Tuấn trở lại từ mông của Thủy Miểu Miểu, cười như không cười nói cô nghĩ tôi có dám hay không. Mặt của Thủy Miểu Miểu căng cứng tới đỏ bừng, người kia vậy mà lại dám đánh mông cô ta trước mặt nhiều người như vậy, cô ta điên cuồng hét lên, a a a, đường Tuấn, tôi muốn giết anh. Cô ta kêu tới đau thương lẫn phẫn nộ, nhưng tu vi cả người đã bị phong bế rồi, căn bản không thể làm được chuyện gì nữa, chỉ có thể như một con mẹ điên kêu loạn mà thôi. Cô ta đột nhiên rất hối hận, Vốn chuyến đi này trong tộc đã muốn phái cho cô một vị thần quân để bảo vệ, nhưng lại bị cô ta từ chối. Chương 3062. Bác sĩ Đường, cậu thật là. Trong thuyền lớn, hai người Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn liên tục tán thưởng Đường Tuấn, dùng một ánh mắt, người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài, kỳ lạ nhìn anh ta. Đồng thời thông cảm nhìn Thủy Miểu Miểu bên cạnh, làm công chúa của hải tộc từ nhỏ đã kiêu căng không gì sánh được, e rằng đây là lần đầu tiên nhận loại đối xử này rồi cái mặt dày của đường tuấn đỏ lên sờ sờ mũi rồi ngại ngùng cười chủ yếu là anh không muốn làm tổn thương thủy miểu miểu khiến đám người hải tộc tức giận cho nên mới dùng loại thủ đoạn này tin tức anh đến từ trái đất đã bị bại lộ rồi không muốn vô duyên vô cớ vì xuất thân trái đất mà trở thành kẻ địch của hải tộc thủy miểu miểu thiếu chút nữa cắn nát hàm răng trắng bạc của cô ta lạnh lùng nói đường tuấn anh còn đắc ý đến khi nào nữa nếu không phải lần này anh đánh lén anh cho rằng anh có thể làm đối thủ của tôi à? Và lại không bao lâu nữa thì anh sẽ trở thành con chó chết chủ, xem lúc đó anh còn có thể cười đắc ý như vậy được nữa không? Tâm trạng của Đường Tuấn nhất thời biến mất, nói, lời của cô là có ý gì? Thủy miều miều trêu tức nói, không có ý gì cả. Đương nhiên rồi, nếu như anh cầu xin tôi thì tôi vẫn có thể nói cho anh biết một số chuyện. Đường Tuấn lúc này không rảnh mà giận dỗi Thủy miều miều, lạnh lùng nói, tốt nhất là cô nên nói đi, nếu không thì tôi không ngại làm lại cái trừng phạt đó thêm vài lần đâu, sẵn tiện lưu lại ảnh phát ra toàn bộ trung ương ngân hà, đến lúc đó xem xem hải tộc còn thừa nhận cô là công chúa điện hạ không. Thủy miều miều nghe vậy, tức đến cơ thể mềm mại run rẩy, nói anh dám sao. Đường Tuấn không nói thêm lời nào, từ từ tới gần cô ta hơn. Anh đừng có qua đây, tôi nói. Thủy miều miều tựa vào vách tường trên thuyền, lộ ra dáng vẻ đáng thương. Đường Tuấn dừng bước, nói, nói đi. Thủy miểu miểu nói, tôi vừa nhận được một thông tin, có mấy thần quân đang chạy tới hướng thiên khí chi địa, muốn mượn điều đó ép anh giao hai loại y thuật ra. Thần quân, vẻ mặt của đường Tuấn hơi run sợ. Thần quân với trái đất hiện tại mà nói thì có thể là sự tồn tại bất khả chiến bại. Những vị thần quân này phần lớn đều đến từ gia tộc hạng 2 của tinh vực Bạch Hổ và tinh vực Huyền Vũ. Dựa theo tốc độ thì khoảng chừng hơn một tháng nữa sẽ tới được thiên khí chi địa. Thủy Miểu Miểu ngẩng đầu lên, bộ dạng đáng thương biến mất như không có, giống như một con thiên nga kiêu ngạo nói, nếu như bây giờ anh thả tôi ra, đồng thời cầu xin tôi một tiếng nghe được lòng thì nói không chừng tôi có thể giúp anh một chút. Đường Tuấn không để ý tới Thủy Miểu Miểu, mà lại im lặng suy nghĩ. Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn cũng không lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Đường Tuấn lấy ra một cái ngọc phù, đây là ngọc phù thông tấn do Chu Tước Thần Quân để lại trước khi bế quan chương 3063. Tôi cũng vừa nhận được thông tin, những kẻ từ tinh vực Bạch Hổ và tinh vực Huyền Vũ quả thật đang ở trước trái đất. Cậu trước tiên đừng vội, cho dù trái đất có lụi bại đi nữa thì cũng không phải đám thần quân tạp nham kia có thể ra tay. Nếu như trái đất thật sự dễ công phá như vậy thì tại sao thần quân của thánh địa lớn Bạch Hổ nhất tộc và tinh vực Huyền Vũ này không tự mình ra tay, mà là sai khiến đám thần quân hạng ba này ra mặt nếu bây giờ cậu đã đi ma địa thì trước tiên hoàn thành chuyện trong tầm tay rồi nói qua lâu như vậy mới phát hiện ra ma địa thì chắc chắn sẽ có một số bảo vật kinh thiên động địa nếu như cậu có khả năng lấy được thì thực lực cũng có thể tăng mạnh chờ cậu trở về tôi sẽ tiến cậu đi một chuyến về trái đất công chúa của hải tộc lại trong tay cậu vậy thì rất tốt nếu như cậu có bản lĩnh thì biến cô ta thành người phụ nữ của cậu đi ha 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 đến lúc đó mấy ông lão của hải tộc chắc chắn sẽ tức tới hóa rồi cho xem Nghe xong lời của Chu Tước Thần Quân, tâm trạng trong lòng của Đường Tuấn mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Âm thanh của Chu Tước Thần Quân cũng không giấu giếm gì, sau khi thủy miểu miểu nghe xong, cái tư thái ngạo nghễ vất vả dựng lên đã bị phá tan lần nữa, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Đường Tuấn, run giọng nói: "Không lẽ anh định chứ?" Đường Tuấn xua tay nói, không có hứng thú. Thủy Miểu Miểu ngẩn người ra, nhưng vẫn còn phòng bị Đường Tuấn, thầm nghĩ trong lòng, người này chắc chắn có âm mưu gì đó bổn điện hạ sắc nước hương trời, người này sao mà không rung động được kia chứ? Nếu như Đường Tuấn biết suy nghĩ của Thủy Miểu Miểu thì nhất định sẽ nôn ra câu người phụ nữ này thật kỳ lạ. Hai ngày sau, chiếc thuyền lớn của đám người Đường Tuấn đã đi xa khỏi thế giới của hải tộc, Thủy Miểu Miểu hỏi sao các người còn chưa thả tôi ra nữa. Hoàng Vô Tấn và Hứa Vô Sơn đồng thời nhìn về phía Đường Tuấn, Đường Tuấn nói giờ không thả được. Chờ tới Ma Địa rồi nói, cô đã biết sự tồn tại của Ma Địa, Ngộ nhỡ nhân lúc bọn tôi vào ma địa rồi ra tay, vậy thì bọn tôi phải chống chọi địch từ hai phía rồi. Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn gật đầu, đây chính là chuyện cần nên suy xét. Thủy Miểu miểu oán hận nhìn Đường Tuấn, cắn răng thầm nghĩ, hừ, đều là viện cớ, còn nói không nhìn chúng bổn điện hạ. Tôi tin anh mới lạ đó. Thêm nửa ngày sau, thuyền lớn yên lặng ở một chỗ dừng lại trong bầu trời sao. Không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có bóng tối vô tận giống như tử vực thật sự mấy người đều cảm nhận được pháp lực đang trôi qua với một tốc độ cực nhanh hứa vô sơn triển khai lĩnh vực bảo vệ đường tuấn và thủy miểu miểu đường tuấn là vì không thể ngưng luyện tiểu thế giới mà thủy miểu miểu là vì đã bị phong bế tu vi hứa vô sơn trầm giọng nói nơi này chính là ma địa ngoại trừ một đại giới ma hắc ám thì có thể thôn phệ tất cả tia sáng nếu như tu hành giả không ngưng luyện tiểu thế giới vừa tiến vào trong đó cũng sẽ bị thôn phệ toàn bộ pháp lực đến cả tinh thần lực cũng vậy cậu đường, tiếp theo cậu đợi ở trong lĩnh vực của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Hứa vô sơn và hoang vô tấn đều lộ ra sự chăm chú, vô cùng kiêng rẻ cái đại giới ma hắc ám này. Đường Tuấn hơi ngoảnh đầu lại, không giải thích nhiều, nhìn về phía hư không đen kịt, trong lòng cũng có chút sụt rè. Trường 3064 Tuy rằng sau khi lĩnh ngộ được lòng ta là lòng trời, thực lực của anh đã không thua gì với cường giả vô địch cấp số, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến ma địa. Thế là vùng đất chủ phú đều có nguy hiểm, có thể có người chết không thấy tâm hơi. Trừ khi luyện thành đại thần thông phân thân trong truyền thuyết, cho dù phân thân có bị giết đi nữa thì cùng lắm chỉ tốn một chút bảo vật, người sẽ không có chuyện gì. Hoàng vô tẫn thở dài. Bao gồm cả thủy miểu miểu bên trong, vài người đều như vậy. Cho dù có là tu hành giả thần quân đi nữa thì cũng không có mấy ai nắm giữ được đại thần thông nghịch thiên này có người nói muốn luyện đại thần thông thành, trước tiên phải lĩnh ngộ được cảnh giới lòng ta là lòng trời, như vậy mới có thể khai thông cầu nối bố cục giữa phân thân và bản thể. Hơn nữa cho dù có luyện thành cái đại thần thông này, cũng không phải sẽ không chết. Thần quân mạnh một chút, xuống một chiêu thì mặc kệ cậu có giấu bản thể ở nơi nào cũng sẽ bị giết cả thôi. Thủy miều miều là công chúa của hải tộc, sự hiểu biết đương nhiên càng nhiều hơn. Con đường tu hành tuy chậm rãi nhưng đến cả tôn giả cũng phải ngã xuống, Chúng ta vẫn là cứ chăm lo việc trước mắt cho tốt đi đã." Hứa Vô Sơn cảm thán một câu, sau đó dẫn đầu vọt vào đại giới ma hắc ám. Bóng tối nồng nặc dường như muốn biến thành thực chất, may là thần niệm còn có thể sử dụng, bằng không mấy người này sợ là sẽ bị nhốt tới chết trong khu vực nồng nặc bóng đêm. Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối dường như xuất hiện một điểm sáng, tiếp đó là một tiếng gào thét thịnh nộ vang lên, kẻ nào dám xông vào ma địa. Âm thanh vừa điên cuồng hét lên, bóng đêm trước mắt như nước chảy tới lui rực rỡ trước ánh mắt của đám người đám người đường tuấn nhìn chăm chú bọn họ bây giờ chỉ thấy một con dị thú bốn chân cao gần trăm mét đang xuất hiện con dị thú này có đầu giống sư tử nhưng toàn thân đen kịt như mực hàm răng sắc biển lóe lên vẻ âm u sâu thẳm cái này khá giống với sinh vật u minh ma sư thời kỷ nguyên nếu đúng như vậy thật thì không ổn rồi loại sinh vật này rất đáng sợ cho dù có là U Minh Ma Sư thông thường đi nữa thì cũng có thể sánh được với tu hành giả thần quân sơ kỳ. Có người nói hàm răng sắc bén của nó có thể cắt qua được toàn bộ thiên khí, thậm chí có thể làm tổn hại đến một nửa đạo khí. Trên khuôn mặt tươi cười của Thủy Miểu Miểu lộ ra sự sợ hãi, nói với Đường Tuấn, nhanh gỡ phong ấn của ta mau, ngộ nhớ bổn điện hạ xảy ra chuyện gì, hải tộc nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Đường Tuấn do dự một chút, vẫn là giải phong ấn một số khiếu huyệt của Thủy Miểu Miểu, anh ta quả thật không muốn thấy chuyện Thủy Miêu Miểu bị thương ma địa. Thủy Miểu Miểu liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, người này coi như còn chút lương tâm vậy, ít nhất cũng phải một tên đầu gỗ. Vẻ mặt của Hoang Vô Tấn cứng lại, nói, không nghĩ tới phía sau của đại giới ma hắc ám vậy mà lại là một bọn u minh ma sư, lần trước tôi đến đây còn không phát hiện ra. Xem ra ma địa này nguy hiểm và đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều. Chương 3065, Dị thú bốn chân nhếch miệng cười, âm u nói, lần trước tên nhóc nhà ngươi xông tới đây ta đã không so đo rồi, không nghĩ tới vậy mà lại không biết tự lượng sức mình, lần này còn dám mang người khác tiến vào đây, ta làm sao có thể để các ngươi quấy giày chủ nhân đang ngủ say chứ. Nó ngăn ở trước mặt bốn người đường Tuấn nói, dựa theo quy tắc của chủ nhân, chỉ cần các ngươi có thể bình yên xông qua từ chỗ ta thì sẽ thông qua cửa thứ nhất. Hơ đừng nghĩ đến việc có thể đánh bại ta, Dựa vào đám người các ngươi lẫn mấy lão cảnh giới thần quân cũng không thể làm được. Cậu Đường, hai chúng ta ra tay, hai người các cậu tìm cơ hội đi qua đi. Thông báo một câu xong, hai người Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn đồng thời nhầm về phía U Minh Ma Sư, trong tay Hứa Vô Sơn xuất hiện một cây búa lớn, mà trong tay Hoang Vô Tấn xuất hiện một thanh đao lớn, đều là thiên khí hàng đầu. U Minh Ma Sư lắc đầu, khinh thường nói, thật sự nhỏ bé loại thiên khí như này thì còn chưa đủ để nhét kẽ răng cho ta nữa. Lúc nói chuyện, nó mở miệng rộng ra cắn tới phía hai người hoang vô tẫn. Trong lòng hai người hoang vô tẫn xuất hiện một cảnh báo nguy hiểm, vội vàng dùng vũ khí để chống lại, bọn họ không thể lùi vì hai người đường tuấn còn đang ở phía sau. Răng rác, âm thanh của búa lớn và đao lớn phát ra vết nứt. Hai thanh thiên khí hàng đầu cứ như vậy đã bị U Minh Ma Sư cắn đứt mà không tốn chút sức lực nào. Sắc mặt của Hoang Vô Tấn và Hứa Vô Sơn trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra một đường máu tươi, tâm thần của bọn họ tương thông với thiên khí, thiên khí gãy thì bọn họ cũng sẽ bị thương theo. May là hai người đều đã ngưng luyện ra tiểu thế giới, lập tức có thể hồi phục lại vết thương. Răng rắc răng rắc. U Minh Ma Sư nhai kỹ, âm thanh ma sát phát ra từ trong miệng lại vừa nói, không ngờ hai ngươi là bán bộ thần quân, vậy mà lại xài cái đồ đồng nát này. Nếu không phải lão tổ đây lâu lắm rồi chưa ăn thì cái loại hàng phế phẩm như vậy ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn qua một lần. Sắc mặt của Hoang Vô Tấn và Hứa Vô Sơn xanh mét một hồi, đây chính là thiên khí quan trọng nhất của bọn họ đấy. Tướng quân Hứa, cái tên U Minh Ma sư cũng không phải đang sống, mà là giống sự tồn tại của khôi lỗi hơn. Đúng lúc này, âm thanh của Đường Tuấn vang lên ở phía sau hai người. Hoang Vô Tấn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn U Minh Ma sư trước mắt. Có khôi lỗi nào mạnh như vậy nữa sao? Đương nhiên ông biết khôi lỗi chi thuật, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể tạo ra một khôi lỗi động hư cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng con U Minh Ma sư trước mắt này e là thực lực đã đến đến cấp bậc thần quân. U Minh Ma sư nhìn về phía Đường Tuấn, chỉ một cái đầu đã muốn to hơn một tòa nhà, khiến cho người khác áp lực tâm lý vô cùng nặng nề. Nó trầm giọng nói, ánh mắt của tên nhóc kia không tệ lắm nha, vậy mà có thể nhìn ra lão tổ ta là khôi lỗi. Nhưng dù cho người có nhìn ra thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, thực lực của các ngươi quá yếu, còn chưa đủ cho lão tổ ta ăn một ngụm. Chương 3066. Lời nói khinh thường này khiến hai người Hứa Vô Sơn rất buồn bực, thân là bán bộ thần quân vậy mà lại bị một con khôi lỗi nhìn khinh bỉ. Vậy thì chưa chắc. Đường Tuấn thản nhiên nói, tướng quân Hứa, tôi đã nhìn ra một số con đường mà trận pháp vận hành trong cơ thể của nó, các ông dựa theo lời tôi nói mà tấn công thì có thể đánh bại nó. Cái con khôi lỗi được tạo thành U Minh Ma Sư này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một con khôi lỗi mà thôi, không có khả năng linh hoạt giống sinh vật sống được. Hoàng vô tấn nhướng mày nói, ngộ nhớ cậu đưa bọn tôi đi tới chỗ chết thì làm sao? Đường Tuấn nhún nhún vai nói, vậy ông có thể không tin cũng được. Hứa vô sơn vừa nghĩ tới biểu hiện của đường Tuấn ở trong táng tinh cổ địa, trong lòng lập tức quyết định, liên tục gật đầu rồi nói, được, tôi nghe cậu đường nếu như ngay cả khôi lỗi giữ cửa này cũng không qua được thì căn bản đừng hòng nghĩ tới bảo vật trong ma địa. Hơn nữa hải tộc rõ ràng là đã phát hiện ra ma địa này, chắc chắn không lâu nữa nữa phái nhiều người đến, đến lúc đó sẽ không có chuyện của ông nữa rồi. U Minh Ma Sư Quát lớn, nhóc con, khẩu khí không nhỏ nhỉ, để ta xem xem người thật sự có bản lĩnh như vậy không. Vừa dứt lời, U Minh Ma Sư mở to miệng ra định cắn đám người này lần nữa, không gian cũng nhộn nhạo ra sóng gợt, giống như cũng bị cắn rơi. Tấn công vào cổ nó. Đường Tuấn tập trung suy nghĩ nhìn chằm chằm U Minh Ma Sư, giọng nói bình tĩnh vang lên. Hứa vô sơn không chút do dự nào, cầm cây búa còn phân nửa bổ phía về phía cổ của U Minh Ma Sư. Hoàng vô tấn do dự một chút, cũng công kích vào cùng một chỗ. U Minh Ma Sư vậy mà lại bỏ qua tấn công, lui về phía sau, đôi mắt to lớn kia nghi ngờ nhìn đường Tuấn. Hứa vô sơn và hoang vô tấn thầm nghĩ một tiếng, có hy vọng, vừa rồi nếu như bọn họ mạnh mẽ liều mạng với U Minh Ma Sư, có thể liều mạng nhưng tuyệt đối sẽ nhận không ít sát thương. Một câu nói của Đường Tuấn có thể khiến U Minh Ma Sư chủ động nhượng bộ. Thằng quỷ nhỏ, ngươi! U Minh Ma Sư không dám tin mà nhìn Đường Tuấn, rốt cuộc là mèo mù chạm vào chuột chết sao, hay thằng quỷ nhỏ trước mặt này thật sự có thể nhìn thấu bản chất của nó đây? Mèo là người có khả năng bắt chuột, nhưng con mèo bị mù không thể bắt chuột. Nó chỉ có thể chạm vào những con chuột sau khi chết, đó không phải là nó dựa vào bản lĩnh của mình để có được. Những lời này dùng để ngụ ý vốn không có năng lực đó, lại ngoài ý muốn làm thành hoặc hoàn thành một chuyện gì đó. Thử lại một lần nữa đi. U Minh Ma sư rít gào một tiếng, đá một cước tới Hứa Vô Sơn. Bụng 30 cm. Đường Tuấn thản nhiên nói. Chương 3067 lần này hứa vô sơn và hoang vô tấn đã không còn do dự gì nữa, không khách khí mà thúc đẩy pháp lực đánh vào chỗ mà đường Tuấn vừa nói. Đùng đùng đùng, U Minh Ma Sư lập tức lùi lại ba bước. Nó không tiếp tục tấn công nữa, nhìn chăm chăm vào đường Tuấn rồi trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là kẻ nào. Đường Tuấn nói, ta là bác sĩ. Nếu như ta nhìn không lầm thì trận pháp bên trong người chắc là mô phỏng theo cấu tạo kinh mạch và khiếu huyệt của loài người, nhưng rõ ràng là chưa hoàn thiện, Ta thông qua sóng pháp lực có thể hiểu rõ được quy luật này mà nắm chắc trong tay." U Minh Ma sư thoải mái gật đầu, nói, "Thì ra là như vậy. Năm đó chủ nhân cải tạo ta thành khôi lỗi cũng đã nói ta hãy cẩn thận với bác sĩ, không nghĩ tới tuổi ngươi còn trẻ mà lại có được từng ấy kiến thức, hóa ra là ta xem thường ngươi rồi." Nó thở dài nói, "Xem như các ngươi đã thông qua ải này. Nếu như không phải thằng quỷ nhỏ này, với từng ấy thực lực của các ngươi căn bản không đủ nhìn tới." Hoàng Vô Tấn và Hứa Vô Xanh đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sự tồn tại của khôi lối kỳ lạ U Minh Ma Sư này gần như là bất tử bất diệt, nếu như không nhờ đường Tuấn thì sợ rằng với thực lực bọn họ cũng không qua được. U Minh Ma Sư nói, có điều thực lực của các ngươi còn quá yếu, muốn có được thứ chủ nhân để lại gần như là không có khả năng. Chủ nhân tuy rằng không thành tôn giả nhưng cũng là thoát được từ dưới tôn giả mà ra, thực lực không phải là điều mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Mọi người nhất thời biến sắc, có thể trốn thoát từ dưới tay của Tôn giả, thực lực của chủ nhân ma điện lúc còn sống chỉ sợ là cùng đẳng cấp với Chu Tước Thần Quân rồi. U Minh Ma sư nhìn Đường Tuấn rồi nói, thiên phú của ngươi rất tốt, đừng để lãng phí. Chuyện chủ nhân của ta năm đó làm không được, có thể ngươi sẽ làm được. Một cái móng vuốt của nó luồn vào hư không, lấy ra bốn quả toàn thân đỏ thấm nói, dựa theo quy tắc của chủ nhân, đây là phần thưởng sau khi các ngươi thông qua cửa ải này một luồng khí tức tỏa ra từ trên thân quả. Quả thần linh, hoang vô tẫn và hứa vô sơn không chớp mắt nhìn chằm chằm bốn quả trên tay của U Minh Ma Sư, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Quả thần linh là bảo vật trong truyền thuyết. Có người nói một quả này thôi cũng có thể tăng sát suất đột phá thần quân lớn hơn 3 đến 4 phần. Là bảo vật mà bán bộ thần quân khao khát muốn có nhất. Nhưng loại quả này trong trung ương ngân hà gần như đã không còn xuất hiện nữa rồi, có người nói chỉ có một vị trong ngũ đại thần y sư trồng được. Chương 3068. U Minh Ma sư tiện tay ném bốn quả trái cây cho Đường Tuấn nói, đây chính là quả thần linh, hồi còn sống chủ nhân của ta trồng không ít. Đường Tuấn chia ba quả trái cây cho những người khác, để lại cho bản thân một quả. Quỷ nhỏ, ta kiến nghị ngươi không nên ăn quả này. Quả thần linh vốn có tên là thần linh ngoại trừ lý do những tu sĩ có tỷ lệ đột phá thần quân thì cũng bởi vì nó có thể cưỡng ép cải tạo một số kinh mạch và khiếu huyệt của tu sĩ. Đây là chuyện tốt với những tu hành giả khác, nhưng với bác sĩ thì ngược lại đây chính là một trở ngại. Giữa lúc đường Tuấn do dự có nên ăn quả thần linh này hay không thì U Minh Ma Sư bỗng nhiên nói. Đường Tuấn ngẩn người ra, chợt hiểu được gì đó. Nếu như một số kinh mạch và khiếu huyệt của mình không giống người khác, vậy thì trần bệnh cho người khác thì sao? Nghĩ thông suốt rồi, Đường Tuấn đưa quả thần linh cho Thủy Miểu Miểu, nói cho cô ăn đấy. Thời hạn giữ gìn quả thần linh rất ngắn, một khi đã hái xuống thì phải ăn trong vòng 2 giờ, nếu không sẽ hóa thành tinh khí biến mất trong trời đất. Hứa Vô Sơn đã tích lũy gần đủ rồi, ăn một quả thần linh này nữa là đến cực hạn, hai quả thần linh sợ rằng sẽ khiến ông ta nổ tung mất, cho nên không thể cho ông ta. Về phần Hoang Vô Tấn, tuy rằng còn có thể ăn thêm một quả nữa là cực hạn, nhưng Đường Tuấn cũng không muốn cho ông ta tiện nghi như vậy. Thông suốt được quy tắc không thể lãng phí xong, Đường Tuấn không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa quả thần linh cho Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu ngây người nhìn hai quả thần linh trong tay, trái tim không khống chế được mà thình thịch thình thịch cuồng loạn nhảy dựng lên. Người này không phải nhìn chúng mình rồi chứ? Trong đầu của Thủy Miểu Miểu xuất hiện một cái suy nghĩ, lập tức khẳng định nếu như không phải nhìn chúng cô ta thì làm sao có thể đưa bảo vật quý hiếm như quả thần linh cho cô ta mà không phải cho hứa vô sơn hay hoang vô tẫn chứ. Nhưng mình là công chúa của hải tộc, tuy rằng thiên phú của anh ta không tệ lắm, nhưng dù sao đến từ thiên khí chi địa, người trong tộc nhất định sẽ phản đối. Nếu như anh ta bày tỏ với mình thì, mình nên từ chối hay chấp nhận đây. Không biết anh ta có bằng lòng ở rể hải tộc mình không nữa, nói như vậy thì mọi người trong tộc có thể sẽ đồng ý. Giờ phút này trong đầu của Thủy Miểu Miểu xuất hiện đủ loại suy nghĩ tranh chấp lẫn nhau. Còn đứng ngẩn ra ở đó làm gì, mau ăn đi. Âm thanh của đường Tuấn kéo Thủy Miểu Miểu từ trong mơ màng ra. Nếu như không phải điều kiện không cho phép thì còn lâu anh mới đưa loại bảo vật này cho Thủy Miểu Miểu, đây đúng là nối giáo cho giặc mà. Thủy Miểu Miểu lại không nghe ra được sự không kiên nhẫn trong giọng của đường Tuấn, vội vàng thuần thục nuốt hai quả thần linh vào bụng. Chương 3069. Trái tim của thiếu nữ nhảy lên càng nhanh hơn, từ trong giọng của Đường Tuấn cô ta có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm. Việc Đường Tuấn đưa quả thần linh cho Thủy Miểu Miểu, Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tấn tuy rằng thấy tiếc nhưng hai người cũng không nói thêm lời nào, dù sao thì nếu không có Đường Tuấn, đến cả một quả thần linh bọn họ cũng không thể lấy được. Ba người họ luyện hóa quả thần linh xong, khí tức của Hứa Vô Sơn tăng vọt rất nhiều, trên người tản ra một luồng khí tức uy hiếp. Quả thần linh đúng là thần kỳ. Vốn hứa Vô Sơn tích lũy cũng đã rất hùng hồn, lúc này ăn quả thần linh vào, nhất thời khiến sự tích lũy của ông ta nâng cao một bước, cảm ứng được lôi kiếp. Chỉ cần qua một lần lôi kiếp, ông ta sẽ là một thần quân thật sự. Khí tức của Hoang Vô Tấn cũng cùng lúc tăng mạnh lên rất nhiều, nhưng kém hơn Hứa Vô Sơn một chút, trên người không có khí tức của lỗi kiếp. Thay đổi lớn nhất là Thủy Miểu Miểu, cô ta ăn hai quả thần linh vào, dược lực khổng lồ lại trực tiếp đánh văng phong ấn của đường tuấn với cô ta thủy nguyên lực ở trong người cô ta hóa thành từng dòng nước giống như tơ tắm vần quanh người cô ta thủy tư thần văn ở giữa ấn đường phập phồng khiến cô ta thoạt nhìn qua giống như thần nữ thai ngén từ trong nước mà ra đợi đến sau khi pháp lực cuộn trào mãnh liệt lắng lại trong con mắt của thủy miểu miểu lộ ra sự vui mừng hớn hở mặc dù không có ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh nhưng tuổi thọ của cô ta đã tăng thêm mấy chục nghìn năm cho dù tương lai có thật sự cần tiêu hao tuổi thọ để ngưng luyện ấn ký sinh mệnh đi nữa thì phần thắng đã nắm trong tay cô ta không ít rồi. Cô ta lặng yên nhìn về phía đường Tuấn, trên khuôn mặt mềm mại đỏ hơi hơi hiện ra sự thẹn thùng. Đường Tuấn bị cô ta nhìn đến cơ thể run lên, trầm giọng nói tốt nhất là cô đàng hoàng lại một chút, không tôi lại phong ấn cô nữa đấy. Nếu như là Thủy Miểu Miểu trước kia nghe nói như thế thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên với đường Tuấn, nhưng tâm tính của cô ta lúc này đã thay đổi, khuôn mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng dịu dàng nói sẽ không đâu hiện tại dáng vẻ của đường tuấn trong lòng cô ta đã thay đổi rồi hơn nữa còn là kiểu quan hệ nam nữ rất vi diệu tuy rằng trong đây có sự hiểu lầm lớn nhưng hai người đương sự cũng không biết gì tiếp tục đi về phía trước thôi một đám người tiếp tục tiến vào ma địa lúc này ở chỗ cách ma địa không xa triệu huyền lái một tàu con thoi đi dạo loanh quanh nói chính xác thì cũng không phải là đi dạo loanh quanh, mà là anh ta lại lạc đường rồi. Từ lúc anh ta ngưng luyện tiểu thế giới ở táng tinh cổ địa xong, anh ta đã trở về vạn diệu cung để khổ tu, tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng trải qua tốc độ tu luyện của đường tuấn bên cạnh gần như được bảo đảm xong, anh ta lại có ý bất mãn. Lão đường, cậu đang ở đâu vậy? Không có cậu, cái danh bảo tống thần quân mà tôi đảm bảo xa không thấy đâu luôn rồi. Triệu huyền đau khổ ra mặt, bóp vỡ thần khí chỉ đường trong tay, hung hăng nói, mấy tên thương gia lòng dạ hiểm độc này, thế mà dám nói với tôi rằng thứ này có thể chỉ rõ phương hướng ở thiên ngoại. chương 3070 Lần này anh ta tự mình đi lịch luyện, đề phòng việc lạc đường nên thậm chí đã mua một thần khí chỉ đường không bao giờ mất tác dụng với giá cao mất ngưỡng. Ai biết thứ này tới thiên ngoại thì chỉ bậy bạ một lần, anh ta đã không biết bây giờ mình đang ở đâu luôn trong lúc Triệu Huyền đang đau khổ lẫn căm phẫn thì trước mắt xuất hiện một nơi thần bí. Bóng đêm dày đặc giống như cái màn sân khấu vậy, không có một tia sáng nào. Đây giống như hắc ám đại giới của cổ ma nhất tộc vậy. Triệu Huyền khẽ dùng mình trong lòng. Trong ma địa, bốn người đường tuấn, thủy miều miều, hoang vô tẫn và hứa vô sơn thong thả tiến lên phía trước. Dựa theo lời của U Minh Ma Sư nói thì cửa thứ nhất mà nó giữ là cửa dễ nhất trong ma địa, phía sau còn có hai cửa, cửa này sẽ khó hơn cửa kia. Lúc này, đám người đi vào trong một cái thông đạo. Thông đạo rộng khoảng chừng 3 mét, dọc hai bên đường là những tảng đá đen sấm tạo thành vách tường, mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra từ trong đá, kéo dài không tiêu tan. Trên tảng đá đen sấm vậy mà lại có vết máu đông lại mà thành, thông đạo lại sâu vô cùng, đây cần bao nhiêu máu tươi để đổ đầy đây. Mấy người này dùng mình trong lòng một cái, ánh mắt càng thêm chăm chú. Đi gần nửa ngày mới đi tới được phần cuối của thông đạo. Một hồ nước đen kịt xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người, các loại màu sắc cực quang răng đầy phía trên không trung hồ, sáng lạn rực rỡ thoạt nhìn qua trông rất kỳ lạ. Trong cực quang còn có tia chớp mơ hồ lóe qua. Cảnh tượng trước mắt như tạo ra một cảnh huyền ảo không gì sánh được, có một khả năng thưa hưởng thức cái đẹp không nói nên lời. Hồ nước mặc dù là màu đen nhưng không khí cũng không có vẻ đe dọa ngược lại khiến cho người khác cảm giác được sức sống mãnh liệt, cái hồ này giống như có một sinh mệnh độc lập vậy. Thần niệm của bốn người cũng rất mạnh, đương nhiên cảm ứng được sự thần kỳ trong hồ nước, trên mặt không khỏi lộ ra sự kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Âm thanh của Thủy Miểu Miểu khẽ run mà nói, trong cái hồ này chẳng lẽ đang ẩn giấu một sinh vật thái cổ à? Truyền thuyết kể rằng căn nguyên của tất cả sinh mệnh đều đến từ nước, sinh vật thái cổ là thai ngén từ trong nước ra sớm nhất sinh vật thái cổ trời sinh mạnh mẽ vô cùng bất kỳ con nào cũng có thực lực so sánh với thần quân đỉnh cao thân là thần nữ của hải tộc thủy miểu miếu cũng đã nói như vậy lập tức có thể thấy được sự sống trong hồ đáng sợ đến nhường nào rồi hứa vô sơn lắc đầu trầm giọng nói không có khả năng đâu từ sau khi tu hành giả tôn giả xuất hiện thì sinh vật thái cổ gần như đã bị tàn sát không còn con nào rồi nếu quả thật có một con sinh vật thái cổ trong hồ thì chỉ cần phóng ra luồng khí tức cũng đủ để khiến đám người chúng ta không cách nào đến được nơi đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 3070.